dùng tập tiêu kết hợp luôn đi con. Dùng tập tiêu kết hợp đi. Phê rồi quên. Bọn sẽ cho quay video. Bao một phần. Nó trả một bạn nhiều máu. Vừa mất tiền máu. Cấm hồ nó. Bạn ơi, cái này tao miss. Tôi chết đây. Thì sao? Tỏ này. Cho nó tao luôn. Ừ rồi. Hai năm cái, ok. Đọc. Đi vô hoạch bọn này. Tao muốn thu hoạch một phát cả lũ cỡ nhưng thật mất thời gian. Yeah, có 5 củ. Ban không biết ba đâu. Tao cầm. Để nó. Đâu xem. Cái này bán. Ui, vừa thêm cái này vừa thêm cái kia ra. An ơi, xem cái này bán bao nhiêu tiền? Có bán gần được. Nhưng mà cái kiểu bán 15.000 một cái. Đi thôi. Nhưng ta vẫn không thể bán nó đâu. Ngu người bán nó. Tại vì mình đang cần rất nhiều. 100 mẹ. Mấy luôn. Kệ nó. Năm nhiệm vụ. Nhưng còn nhiệm vụ nào thì mình phải khóc. Thêm theo đợi một phút. Một phút. Dạ. Thế bên màu nó đâu rồi? Màu nào đâu? Đây. Như con này có phải con boss quá đâu. Đấy. Con này boss yếu luôn. Xúc tu. Con này xúc tu. Sao nó lâu chết quá. Đây nuôi con nó xong. Nó mạnh chó. Đáng lẽ mình nâng cái này rồi nhưng mà. Xúc tu thằng kiệt điên rồi. Xúc tu rồi. Lúc nãy mình gặp con boss mà mặn rồi. Cứ cắn cái răng. Cắc cắc cắc. Kêu như con chó cắn nhau ấy. Mẹ, cô để cái vai họ. Làm họ cảm giác như con chó đang cắn chết đấy. Mà kìa. Tùy rồi. Xem đi. Nghe người ta thấy chán. Xem phim hoặc tiệp một cái. Xem một tấm. Giống như có ai xem ấy. Không có ai xem nữa là phục. Ui dồi, bố lưu nó không chơi. Chơi đỏ nó không hay vậy. Chơi bởi mà ta tạo phê không? Ta như ta hay mạnh đấy. Bà bố đi. Bố này còn bảo đấm nó đi, đấm nó đi. Mẹ mày bảo gì à? Bảo đi. Vậy nhỉ. Điên lên bảo nó cút vào khỏi nhà đi. Tại nó quá mất dậy. Nhà nó lượng như nhà nó ấy. Đấy, ngoài chó hay như này. Đúng chăn tiếp. Nghe thấy cái mẹ này. Đấy. Bye bye. Mẹ. Đây rồi. Thế anh ăn để người ta chứ. Ai bảo mày, mày đi chăn bọn tao nhỉ. Mẹ. Hi, mày có lỗi rồi. Tụi bọn tao đánh mày rồi mày đánh tao. Đúng cái thằng. Đúng. Xí chó ấy. Làm chi? Mày có xí lắm. Thật đấy. Mẹ trêu thì ác, nghịch thì giỏi. Đấy, mới về xóm này, còn chưa biết ai. Và nói trêu rồi. Nhì, giống như nó quen rồi. Lúc đấy lượng
lượng sợ mẹ nó chửi rồi. Bây giờ biết tính. Nhưng bây giờ biết tính mẹ nó. Đấy, cho nên mình tắm luôn. Mình chăm cô lắm, mình để chăm cô mà. Ui, một cục này được 5 cục cái chỉ này luôn á. Vệ đứng đầu mình nóng bài cực. Ủa thế thì kiếm lại. Người ta không biết nữa. Ăn thằng tiền con làm ăn. Đi chưa biết. Còn từ đầu nó chưa biết cái này là gì, nó tự bảo ta được chơi cái này, ta cả cái này rồi, có biết không? Tăng đam. Liên yên này nó cứ nóng. Nó vẫn còn ra. Ừ, biết rồi. Con này mặc quá. Không biết đến con bót. Nó lôi đâu lên. Bà, con này có cái mà anh cái con tóm này gấp 3-4 lần. Con tóm này 31.000. Con này 699. Dạ. Chị vui. Chị quái. Ta chỉ bán chúng. Quá ha ha, bò phải. Bọn này đánh nó gan nó hồi máu. Bây giờ thì sao chơi được nữa? Đây, tím này. 8k mà. Bây giờ thì gãi nó, muốn đốt inox rồi. Gãi ngứa nó. Ôi con. Dạ, muốn đốt inox. Thì mình chẳng gãi ngứa nó đấy. Gãi. Nhớ là mình đang quay video ấy. Mẹ em nói nhiều không? Cho em chết ngay. Nhiều nhiều chứ đâu cho mình chết. Dạ. Mẹ em nhiều một bia. Với một bia. Hai tao có xóa lên một chiếc. Một cục này đến tận 5 cục này nên chế nhanh thôi các nhỉ. Ừ. Trời. Sắp xong rồi. Nè. Bao nhiêu cục? 70 cục nữa. Đi tắt lâu quá. À 5 rồi. 70 cục nữa. À có nhiên là 8 pin rồi. Có 3 pin. Quên rồi. Mất tiền rồi.
mất tiền rồi.